Miss Sociology dự đoán xếp hạng Miss International 2022, Á hậu Phương Anh liệu có lọt top? Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh sẽ đại diện Việt Nam tại Miss International, Hoa hậu quốc tế 2022. Dự kiến cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng 12 năm nay tại Nhật Bản. Truyền trang sắc đẹp nổi tiếng Miss Sociology lần đầu tiên đưa ra bảng xếp hạng dự đoán về cuộc thi này. Phương Anh được dự đoán lọt top, nhưng ở vị trí chưa thực sự khiến phán Việt hài lòng. Miss International, Hoa hậu quốc tế, là một trong ba cuộc thi nhan sắc lâu đời nhất hành tinh, chỉ sau Miss World và Miss Universe. Năm nay, Miss International sẽ kỷ niệm lần tổ chức thứ 60 sau 3 năm gián đoạn vì dịch bệnh. Đại diện đơn vị tổ chức cho biết, do những yêu cầu khắt khe về giãn cách xã hội, cuộc thi sẽ chỉ đón tiếp tối đa 70 thí sinh, bao gồm cả thí sinh nước chủ nhà. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có chính thức 65 người đẹp đến từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ chính thức ghi danh tại Miss International 2022, trong đó có Á hậu Phương Anh, đại diện cho Việt Nam. Chủ đề của cuộc thi Miss International 2022 lần này là hướng tới 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh được đánh giá là cực kỳ hợp với các tiêu chí của cuộc thi. Nàng hậu nổi tiếng với khả năng ngoại ngữ đỉnh cao, thành tích học tập đáng nể, xứng danh người đẹp tri thức trong làng hoa, Á hậu Việt. Người hâm mộ Việt Nam tin rằng với khả năng của Phương Anh, chủ đề của Miss International năm nay chắc chắn sẽ không thể làm khó được cô. Đây sẽ là cơ hội để Phương Anh thể hiện mình, mang vinh quang về cho nhan sắc Việt. Truyền trang Miss Sociology mới đây cũng đã tung bảng xếp hạng dự đoán đầu tiên cho đấu trưởng nhan sắc này và Á hậu Phương Anh được dự đoán lọt top 10 ở vị trí thứ 6. Đây là vị trí không thực sự đúng với kỳ vọng của phán nhan sắc Việt, nhưng cũng là một vị trí khá cao. Đêm chung kết Miss International 2022 dự kiến được tổ chức vào ngày thứ Ba ngày 13 tháng 12 tại Tokyo Dome City Hall, thủ đô Tokyo, Nhật Bản.